phụ nữ quan hệ xong mà thế này thì tức là vẫn còn rất thèm. Các bạn thân mến, trong cuộc sống tình cảm vợ chồng, sau mỗi cuộc yêu, việc các bạn có thể nhận biết được người vợ của mình đã thỏa mãn hay không có một vai trò rất là quan trọng. Bởi vì để mà phụ nữ có thể lên đỉnh và thỏa mãn khó hơn đối với đàn ông, thế nên việc quan sát các dấu hiệu này có thể giúp cho bạn thay đổi trong vấn đề gần gũi giữa hai vợ chồng là một điều rất là cần thiết. Và khi người đàn ông đã đạt được đến đỉnh cao và đã thỏa mãn, còn người phụ nữ của mình thì chưa, người phụ nữ thường có những dấu hiệu gì? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay để chúng ta cùng hiểu rõ hơn về người bạn đời của mình, để biết cách điều chỉnh và biết cách làm sao để cho chúng ta cả hai cùng có những giây phút thật thăng hoa. Bởi vì tình dục là một vấn đề rất là quan trọng và là vấn đề mấu chốt đối với hạnh phúc hôn nhân gia đình. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy một người phụ nữ họ không được thỏa mãn sau khi ân ái, đó là họ tiếp tục đề nghị làm tình và kích thích người đàn ông. Tất nhiên đây là một dấu hiệu rất là rõ ràng, thế nhưng lại không phải nhiều người phụ nữ có thể làm được điều này. Khi người đàn ông đã thỏa mãn còn người phụ nữ thì chưa, thì với những chị em phụ nữ bạo dạn và với những chị em phụ nữ biết chủ động, biết nói lên tiếng nói của mình thì sẽ tiếp tục kích thích người đàn ông. Cô ấy có thể nũng nịu đòi hai người quan hệ lại, dùng tay hoặc là dùng miệng tiếp tục kích thích nhằm khiến cho người đàn ông có thể trỗi dậy một lần nữa. Và khi gặp phải vấn đề này thì bạn có thể chiều theo vợ hoặc là khéo léo từ chối để cô ấy không giận dỗi với bạn. Thế nhưng lại không nhiều người phụ nữ họ có thể bạo dạn được đến như thế này. Vậy thì đâu là những dấu hiệu tiếp theo? Với những người phụ nữ mà họ đôi khi ứng xử một cách ngại ngùng hơn thì nếu như không được thỏa mãn, họ lại quay ra hờn dỗi và họ không nói chuyện nữa bởi vì bản thân họ không được thỏa mãn. Đôi khi thì người phụ nữ không được thỏa mãn vì người đàn ông, người chồng của mình ra quá sớm hoặc là vì một lý do nào khác ấy, thì nàng cũng không đề nghị bạn trực tiếp làm tình mà tỏ ra hờn dỗi. Có thể là do người vợ vẫn còn ngại ngùng, bởi vì tâm lý chung của chị em phụ nữ là như vậy, rất là sợ chồng đánh giá mình là con người dâm đãng, lẳng lơ, ve vãn đàn ông chẳng hạn. Thế nên là ngại, và khi mà đề nghị chồng thì lại không dám và cũng không dám chủ động kích thích chồng. Và trong trường hợp này thì đòi hỏi người chồng phải biết quan tâm và đôi khi là khá tinh tế một chút để ý đến thái độ của vợ và quan tâm bù đắp cho vợ, tránh để tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài và lần nào cũng chưa đến chợ đã hết tiền, hoặc là lần nào cũng để cho vợ cứ yêu xong rồi phải hờn dỗi bởi vì chưa đi được lên đến đỉnh cao, thì có thể là nguyên nhân dẫn đến việc chị em phụ nữ chán nản, rồi lâu dần nếu tệ hơn thì là còn đi tìm người đàn ông khác. Cư xử với chồng một cách thô bạo, không được dịu dàng nữa cũng là dấu hiệu cho thấy người vợ không được thỏa mãn sau khi quan hệ. Đối với một số người phụ nữ ấy, khi họ không được thỏa mãn về mặt tình dục thì thường có xu hướng là cư xử rất là thô bạo đối với đối tác của mình. Điều này thường thấy ở các bạn nữ mạnh mẽ nhưng mà ngại thể hiện nhu cầu tình dục của bản thân. Ngoài ra thì còn các biểu hiện tâm lý khác mà các anh chồng cần chú ý để đảm bảo đời sống tình dục của vợ chồng luôn được như ý, từ đó có thể giúp duy trì cuộc sống hôn nhân, cuộc sống tình cảm. Các bạn thân mến, vừa rồi là ba dấu hiệu nổi bật của một người phụ nữ khi mà quan hệ xong nhưng không được thỏa mãn. Vậy thì ngược lại với những người vợ, sau khi ân ái xong mà đã đạt được những điều cô ấy cần thì cô ấy sẽ có biểu hiện như thế nào? Thông thường thì người phụ nữ khi mà chưa được thỏa mãn thì cũng chỉ quanh quẩn vài dấu hiệu, như là với những chị em bạo dạn thì là yêu cầu chồng và đề nghị chồng tiếp tục hiệp hai. Nhưng với những chị em phụ nữ mà còn ngại ngùng, còn e thẹn và sợ bị chồng đánh giá ấy, thì lại đá thúng đụng nia, đôi khi là dậm giật, không nói gì, hoặc là không còn muốn nói chuyện, quay mặt đi, hay là tự dưng hờn dỗi chồng vì không có lý do gì, thì đương nhiên không gì khác chính là do các anh chưa mang được cho vợ đến những giây phút đỉnh cao của sự thăng hoa. Và ngược lại, một người phụ nữ khi mà vừa mới quan hệ xong và đã đạt được những thỏa mãn thì sẽ có thần sắc rất là tươi tỉnh, bởi vì đã được thỏa mãn rồi và rất là vui vẻ về điều này. Nói chuyện hay là thần thái các bạn thấy rất là vui vẻ, dễ chịu. Sau khi đã được người chồng, người đàn ông của mình đáp ứng về mặt ham muốn tình dục và đạt được cảm giác lên đỉnh, thì não bộ của phụ nữ sẽ tiết ra hormone endorphin và serotonin. Đây là hai loại hormone có tác dụng làm thư giãn thần kinh và tạo cảm giác hạnh phúc.
Vì vậy mà sau khi quan hệ xong, một phụ nữ cảm thấy rất là vui vẻ, tươi tắn, khác biệt hẳn so với bình thường, thì tức là người vợ, người bạn gái của các anh đã được thỏa mãn rồi. Ngoài ra thì hai loại hormone này còn có tác dụng đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực, giúp cho chị em phụ nữ cảm thấy sảng khoái hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà quan hệ tình dục thường xuyên cũng là một trong những cách giúp phòng ngừa những vấn đề tiêu cực về mặt tâm lý rất là hiệu quả, như là quá căng thẳng, quá áp lực và thậm chí là cả trầm cảm nữa. Một dấu hiệu nữa cho thấy người phụ nữ của các bạn cũng đã có được những giây phút thực sự rất là thăng hoa và các bạn vẫn thể hiện tốt bản lĩnh đàn ông của mình, đó chính là chị em phụ nữ sau khi quan hệ xong mà da mặt hồng hào, rạng ngời. Quan hệ tình dục cũng là một trong những phương pháp vận động thể chất tiêu tốn rất là nhiều năng lượng calo trong cơ thể. Và sau khi được quan hệ thì nhịp tim của phụ nữ cũng như nam giới sẽ tăng lên và kích thích lưu thông máu đi đến khắp các bộ phận. Chính vì thế mà sau khi trải qua chuyện chăn gối một cách thỏa mãn thì da mặt của người phụ nữ sẽ trở nên hồng hào và quyến rũ hơn. Đồng thời đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy người phụ nữ này có sức khỏe sinh sản rất là tốt và dễ đậu thai do có hàm lượng nội tiết tố estrogen rất cao. Dấu hiệu nữa cho thấy một người phụ nữ của các bạn cũng đã có những giây phút rất là thăng hoa, đó chính là nếu như người phụ nữ của bạn cảm thấy đói bụng hoặc là cảm thấy rất là mệt mỏi và muốn đi nghỉ ngơi. Đói bụng sau khi quan hệ là một chuyện hay xảy ra đối với nhiều chị em phụ nữ, và tình trạng này thì đôi khi gặp cả ở đấng người dâu nữa. Nguyên nhân là bởi vì sau khi trải qua cuộc yêu mãnh liệt và đã có được những sự thỏa mãn về mặt cảm xúc và về mặt thể xác thì cơ thể của chúng ta đã bị tiêu tốn rất là nhiều năng lượng và gây ra cảm giác đói bụng. Lúc này thì cơ thể của chị em cần nạp thêm năng lượng để có thể bắt đầu một đời sống sinh hoạt và làm việc một cách bình thường. Và thường ấy, thì phụ nữ họ sẽ kêu đói bụng sau khi quan hệ nếu như hai người gần gũi nhau vào thời điểm buổi sáng. Và với những người phụ nữ buồn ngủ và muốn đi nghỉ ngơi luôn cũng là một dấu hiệu cho thấy chị em đã có những sự thỏa mãn. Bởi vì sau khi trải qua chuyện ấy thì cơ thể của phụ nữ sẽ tiết ra một loại hormone gọi là prolactin, khiến cho chúng ta, đặc biệt là các chị em phụ nữ, có cảm giác rất là buồn ngủ. Và một vài nghiên cứu khoa học lại chỉ ra rằng cơ thể phụ nữ sau khi đạt được cảm giác cực khoái thì sẽ tăng tiết hormone prolactin lên đến 30%. Và tình trạng này thì sẽ tiếp tục lặp lại vào buổi chiều của ngày hôm sau. Và bên cạnh đó thì việc giải tỏa được những nhu cầu của bản thân sẽ khiến cho chị em cảm thấy thoải mái và muốn được nghỉ ngơi. Chính vì thế buồn ngủ và muốn nghỉ ngơi là một trong những triệu chứng rất là điển hình của các chị em phụ nữ sau khi đã có những giây phút tình dục thật là thỏa mãn. Và dấu hiệu có thể nói là cũng rất là mấu chốt cho vấn đề để thử xem vợ mình đã thỏa mãn, đã có còn hết thèm hay chưa. Đó chính là nếu như vợ đã thỏa mãn rồi thì đương nhiên sẽ không còn muốn có thêm một hiệp hai nữa, trừ giả hai người vẫn đang rất là còn sung sức và lâu ngày vợ chồng không gặp nhau chẳng hạn. Thế nhưng thông thường thì nếu như đã được thỏa mãn và đã được thăng hoa, được lên đỉnh rồi thì chị em rất là mệt mỏi và muốn đi nghỉ ngơi ngay, chứ không còn muốn cùng với các anh chiến đấu hiệp hai nữa, bởi vì sức khỏe của người phụ nữ thì không được sung mãn như các anh. Sau khi đã được thỏa mãn và được ham muốn những tình dục của mình được lấp đầy thì khoảng 6 giờ tiếp theo đó, nhu cầu của chị em sẽ hạ xuống mức thấp nhất. Đồng thời việc trải qua quá trình vận động mạnh như vậy sẽ khiến cho nàng rất là mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi. Và vì vậy nếu như lúc này bạn có kích thích và khơi gợi muốn làm thêm một hiệp nữa thì có lẽ là chị em cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để từ chối, như là mệt hay là công việc vẫn còn bận rộn. Ngay cả khi mà nếu có thực hiện thì cũng chỉ là cố gắng chiều chồng thôi, chứ cũng làm với thái độ rất là miễn cưỡng. Và đồng thời thì vùng kín cũng sẽ rất là khô và tiết ra được ít chất nhợt. Và nếu như có anh nào muốn thử xem vợ mình đã lên đỉnh, đã thỏa mãn hay chưa thì hoàn toàn các anh có thể thử bằng cách gạ vợ có thêm một hiệp nữa. Nếu như vợ từ chối với một thái độ rất là mệt rồi thì có thể cho thấy bản lĩnh đàn ông của các anh đã được củng cố, và một hiệp thôi cũng đã đủ khiến cho chị em cảm thấy hẹn gặp lại các anh vào tối ngày mai rồi. Các bạn thân mến, hy vọng là với những chia sẻ trong video ngày hôm nay của chúng tôi với chủ đề khi mà người phụ nữ vừa mên ái xong, chỉ cần nhìn vào những điểm này là các bạn có thể biết vợ đã được thỏa mãn hay chưa. Việc chúng ta nhận biết được nhau có đáp ứng được những nhu cầu của nhau tốt hay không,
là một điều rất quan trọng để các bạn biết được mình, tình trạng của mình đang ở đâu. Mình có khiến vợ cảm thấy thoải mái, thư giãn với những giây phút ân ái bên nhau hay không? Từ đó để chúng ta có thể tìm hiểu vấn đề là ở chỗ nào. Bởi vì tháo gỡ được những nút thắt trong chuyện tình dục về tình cảm vợ chồng thì là một trong những vấn đề rất là cấp thiết để chúng ta có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe những chia sẻ ngày hôm nay một lần nữa. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi giúp cho các bạn có một cuộc sống tình dục viên mãn và từ đó có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc gia đình hạnh phúc hơn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.